Anh Grab nhiệt tình, có nhiệt tình nha. tốn nhiệt tình. Rồi bây giờ cởi nón ra coi đẹp trai không nè. Cũng đẹp trai. Đẹp trai chứ sao mà cũng trời, đẹp trai mà có cũng như hơn cũng vậy. Trời ghê chưa? Ghê 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 chưa? Ghê chưa? Giá luôn cho nóng đúng không? Đánh giá sao nè, giờ đánh giá sao vậy? Nói nghe lại coi. Anh Grab đẹp trai nhiệt tình. Rồi sao nữa? Tài xế. Cái gì anh đọc đi thôi, anh ghi đi. Không thôi, em tự bấm đi chứ, em cảm nhận sao nè. Anh Grab nhiệt tình. Có nhiệt tình nha. Tốn nhiệt tình. Rồi bây giờ cởi nón ra coi đẹp trai không nè. Cũng đẹp trai. Đẹp trai chứ sao mà cũng trời, đẹp trai có cũng như hơn cũng vậy. Cái gì? Nói nhiều trời, kỳ vậy. Dễ thương là nói nhiều đó. Đẹp trai, dễ thương. Cái gì? Thân thiện. Thân thiện. Có ga lăng không? Thân mới cởi nón xong luôn. Em tới cái coi. Ôi, quá tuyệt vời. Thôi giờ tới cũng giờ tiền nè, nó nhiều quên vậy. Không, cái nào cái với tiền bạc là đâu quên được đâu em. Đúng, đúng. Đúng, thân lý. Hay vậy quá. Của em là 30 ngàn. 29. Bớt đâu? Hả? 29 bớt. Bớt cho em 29.500 luôn á. Ủa, gửi số tài khoản. Ủa, phải gửi số tài khoản nữa hả? Không, quét mã chung quét mã. Mã. Không lấy tiền hả? Anh tưởng mua. Em nghĩ sao vậy? iPhone 15. Tình trạng Grab bị MB. Ủa cái mã đâu rồi? Cái gì vậy? Mệt nha. Đây, 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 đây. Bình tĩnh em, bình tĩnh. Gì? Thấy thấy tên anh đẹp không? Đẹp. Tên anh đẹp như người vậy đúng không? Đẹp. Ủa sao vậy? Mới khen ta đẹp trai xong rồi sao mà sao vậy em? Ok, bye bye, good night.